Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ người đến đất Giu-đê-a. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có ông Gioan làm phép rửa tại Anon gần Salim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến để chịu rửa vì trưng. Khi ấy Gioan chưa bị tống ngục, xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa thầy, người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan mà thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người." Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói, tôi không phải là đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước người. Ai cưới vợ thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang, đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại." Một cuộc tranh luận giữa môn đệ Gioan và người Do Thái về phép rửa giữa Gioan và phép rửa của Chúa Giêsu. Xem ra đây chỉ là một cuộc tranh luận về tôn giáo đơn thuần, nhưng đằng sau cuộc tranh luận là quyền bính phe nhóm. Gioan đã không để bị lôi cuốn vào cuộc tranh giành quyền bính này, vì ông biết mình là ai, sứ mạng của mình là gì. Gioan không để cho mình rơi vào cạm bẫy của danh lợi thú, không lợi dụng ân huệ được trao ban để tranh giành quyền lực và thu tích lợi lộc cho riêng mình. Gioan đã mạnh dạn xác định về mình: "Tôi đây không phải là đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người." Gioan đúng thật là sứ giả chân chính của Chúa. Để hơn một lần Đức Kitô đã ca ngợi: "Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan tẩy giả." Chúa Giêsu đã minh nhiên xác nhận giá trị thật về con người của Gioan, vì ông đã sống đúng với ơn gọi của mình. Con người của Gioan thật cao cả, và ước mong sao mọi thành phần dân Chúa lấy đó là gương mẫu để noi theo. Bởi trong cuộc sống hôm nay, biết bao người Kitô hữu, trong đó có giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, đã lạm dụng đặc ân Chúa ban để mưu tìm ích lợi cho riêng mình, đánh bóng mình. Và rồi Đức Kitô bị nhấn chìm trong sự kiêu hãnh, cao ngạo của mình. Thật vậy, giáo hội đang bị biến dạng vì sự lạm dụng ân huệ này. Như Đức Phanxicô nói, người ta có khuynh hướng giảm ngược đức tin và hội thánh vào lãnh vực cá nhân và riêng tư. Như thế người ta đang dần tục hóa đời sống giáo hội. Lạy Chúa, được trở thành Kitô hữu, chúng con được dự phần vào sứ vụ loan báo tin mừng. Xin cho chúng con luôn ý thức mình chỉ là người được Chúa sai đi, để chúng con khiêm cung thi hành theo thánh ý Chúa.